vị các bạn, Nguyễn Ly rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng ngày hôm nay 26 tháng 10. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Chiều ngày 26 tháng 10, lực lượng chức năng gồm công an, cảnh sát giao thông, trật tự và thanh tra giao thông có mặt bên ngoài trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi ở địa chỉ 266-272 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5. Bên trong trụ sở cũng có lực lượng chức năng đang làm việc. Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem thì được yêu cầu di chuyển. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng xuất hiện tại địa điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Liên quan đến lùm xùm xảy ra tại trung tâm Anh ngữ Apex Leader, đại diện phía đơn vị này tiếp tục xin thêm thời gian và đưa ra 3 phương án để trả nợ, nhưng không được các bậc phụ huynh đồng ý. Vì vậy, đại diện trung tâm Anh ngữ Apex Leader hẹn ngày 5 tháng 11 có ông Nguyễn Anh Tuấn, tổng giám đốc điều hành Apex Leader sẽ quay trở lại làm việc và đưa ra những câu trả lời chính thức cho các bậc phụ huynh. Tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia với hàng nghìn hộ dân thuộc diện phải di dời. Nhưng đến nay tỉnh vẫn đang loay hoay triển khai các khu tái định cư cho người dân. Tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch xây dựng 4 khu tái định cư để bố trí cho người dân dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nhưng đến nay mới chỉ có khu tại xã Long Đức, huyện Long Thành đã được khởi công xây dựng. Các khu còn lại vẫn trong quá trình hoàn thành các thủ tục. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương được đánh giá có nguy cơ tái diễn cảnh ùn tắc đăng kiểm nghiêm trọng nhất vào cuối năm nay và đầu năm sau do có lượng phương tiện đến hạn đăng kiểm rất lớn. Dự kiến đến tháng 12 năm 2023, toàn thành phố có khoảng hơn 60.000 phương tiện cần kiểm định. Vốn dĩ số lượng phương tiện này đã vượt quá công suất hiện tại. Thế nhưng, một số trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới có thể phải tạm dừng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2023/NCP. Thưa quý vị, dẫu thu nhập kiếm được từ công việc gia công áo mưa thấp, không ổn định, nhưng đó là kế sinh nhai duy nhất của nhiều người lao động thất nghiệp hiện nay. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Với mỗi chiếc áo mưa gấp gọn bỏ vào bao như thế này, chị Trâm kiếm được 250 đồng. Mỗi ngày chị gấp được khoảng 400 chiếc. Thu nhập từ việc gấp áo mưa nhiều tháng nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của chị sau khi bị mất việc. Nhà đó em làm môn trang thì lương cơ bản thì cũng tầm 8 triệu, 8 triệu mấy. Giờ về đây làm tháng có chừng 4 triệu, 4 triệu mấy. Khi ngày được trăm mấy ngàn á. Từ Sóc Trăng lên Thành phố Hồ Chí Minh nhiều tháng không xin được việc làm, chị Tím cũng được một người đồng hương chia sẻ hàng để gia công. Xỏ được 100 cái nón áo mưa, chị Tím nhận được 4.000 đồng. Ở nhà xỏ áo mưa nè, xỏ nón qua áo mưa nè. Một tuần chỉ có 200 mấy 300 ngàn à. Xỏ này không đâu có đủ mấy con đồ ăn uống đâu. Mặc dù thu nhập kiếm được từ việc gia công áo mưa không nhiều, nhưng đó là nguồn thu nhập chính nuôi sống cả gia đình của nhiều công nhân thất nghiệp hiện nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.